Kính thưa quý vị, liên tục chương trình, kính mời quý vị thưởng thức giọng ngâm của đồng đạo Nguyễn Phước Nhịn và Nguyễn Thị Kim Nhường qua bài thi Nghĩ những ngày qua. Bài này Đức Thầy viết tại nhà thương Chợ Quán vào năm Canh Thìn. Nam Mô A Di Đà Phật. Bây giờ ngồi nghĩ những ngày qua, lòng tớ là không chẳng nhớ nhà, nhớ cả vạn dân trong bốn biển. Gặp hồi truy lạc đảo càng xa, mộng hồn trong bóng dần dơ bay, sương tỏa trăng trồng chơi rạng đài, bông xế ta về núi ngủ. Trong chừng ông tàu vẽ tuồng hai, ông hỏi khách chờ, khách sẽ xem cảnh cũ ôi tôi qua cũ mềm, dùng dậy đỡ nâng cơn sóng chớp, mà vinh hoa phú quý chẳng mơ thèm. Phút chốc vui mừng cuộc trí trì, cùng nhau hiệp mặt hết sầu bi. Tình yêu nhân loại càng thêm ơi đậm, có lẽ chân nhân lúc thành thì xúc động tâm hoài, gọi chúng sanh thoát ly cảnh tục sớm tu hành, giác thuyền đến bên đưa người thế. Chớ đắm hồng trần nẻo lời danh, Nam Mô A Di Đà Phật. Chương trình được tiếp nối, kính xin quý vị thưởng thức Mong Ngài Thầy Trở Lại, lời Hồng Trần, nhạc Thông Đạt qua tiếng hát của ca sĩ Đăng Vũ. Thank you.
xôi quê hương vẫn đợi, dù ngắn sông cách núi ngàn trùng thì trong tim nước Việt vẫn chùa thầy xưa bên dòng Tiền Giang, bên kia tổ đình Hán đợi ngày mong, mong sao một ngày chùa tôi trùng phùng bao năm thỏa lòng. Thầy về đây yên vui thế giới, chiều người qua bao cơn sóng gió, nô nức mong tin thầy, luôn ngóng trong đêm ngày cho gặp lại thầy xa. Bạn đường ơi, ngày bên nhau khi xưa hò hẹn, dường như hôm nay đã gần kề, về bên nơi thánh địa chờ nhau. Rồi ngày mai khi thầy về khấn Phật cầu an, chúng sinh không còn khổ đau nhiều đời, trần gian hóa bồng lai, trần gian hóa bồng lai. Vẫn chùa thầy xưa bên dòng Tiền Giang, bên kia tổ đình tháng đợi ngày mong, mong sao một ngày chùa tôi trùng phùng bao năm thỏa lòng. Thầy về đây yên vui thế giới, chiều người qua mong tin thầy, luôn ngóng trong đêm ngày cho gặp lại thầy xưa. Bạn đường ơi, ngày bên nhau khi xưa hò hẹn, dường như hôm nay đã gần kề, về bên nơi thánh địa chờ nhau. Rồi ngày mai khi thầy về khấn Phật cầu an, chúng sinh không còn khổ đau nhiều đời, trần gian hoa bồng lai, trần gian hoa bồng lai. Chúng sinh không còn khổ đau nhiều đời, trần gian hoa bồng lai, trần gian hoa bồng lai. Kính thưa quý vị, chương trình phổ truyền giáo lý Phật giáo Hòa Hảo đến đây đã hết. Nhóm thực hiện chương trình xin chân thành cảm ơn sự yểm trợ thường xuyên cũng như sự lắng nghe và theo dõi của tất cả quý liệt vị. Cầu chúc sức khỏe đến tất cả quý chư liệt vị, thân tâm thường lạc, đạo quả sớm viên thành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật.